Tiền Giang, tất cả công ty sản xuất ba tại chỗ dừng hoạt động từ ngày mùng 5 tháng 8. Tỉnh Tiền Giang yêu cầu tạm dừng hoạt động tất cả các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động theo phương án ba tại chỗ từ ngày mùng 5 tháng 8. Sáng 29 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành văn bản yêu cầu tất cả các công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động theo phương án ba tại chỗ phải tạm ngưng hoạt động do để phát sinh nhiều ổ dịch. Thời gian dừng hoạt động từ ngày mùng 5 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian từ 29 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tổ chức xét nghiệm tầm soát bằng phương pháp PCR cho toàn bộ công nhân và người quản lý trước khi tạm dừng hoạt động. Đặc biệt, sáng 29 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang cho biết Đơn vị vừa ghi nhận 180 trên 560 công nhân công ty cổ phần Gò Đàng, doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu tại khu công nghiệp Mỹ Tho dương tính với SARS-CoV-2. Do các bệnh viện giã chiến trên địa bàn tỉnh đã quá tải, nên đến trưa ngày 29 tháng 7, toàn bộ các F0 và F1 hiện vẫn đang ở tại công ty để chờ xử lý. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Mỹ Tho và các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã đến động viên, hướng dẫn, giúp đỡ công ty thực hiện các biện pháp ứng phó tại ổ dịch lớn mới phát sinh này. Ông Nguyễn Văn Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gò Đàng cho biết, trước khi có dịch bệnh, xưởng sản xuất này có hơn 1.000 công nhân thực hiện phương án ba tại chỗ, công ty giảm còn 560 công nhân. Vừa sản xuất ba tại chỗ được 11 ngày, qua tầm soát đã phát hiện 30 mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2. Qua xét nghiệm PCR đối với 300 mẫu đơn đã phát hiện 180 ca dương tính, đa số là công nhân lao động tại xưởng, ông Đạo nói. Hiện một số doanh nghiệp ở địa bàn tỉnh Tiền Giang dù thực hiện phương án bà tại chỗ nhưng lại để xảy ra bùng phát dịch. Ngoài công ty của phần gò đàng, còn có công ty thép không gì Quảng Thượng Việt Nam tại khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước cũng ghi nhận hơn 100 ca dương tính với SARS-CoV-2. Theo Sở Y tế Tiền Giang, tính đến sáng 29 tháng 7, tổng số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh là 2.378 ca, trong đó có 192 F0 mới ghi nhận ngày 28 tháng 7.